Hình Huawei Mate X đắt ngang mua iPhone 11 Pro. Huawei Mate X là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng điện thoại hàng đầu Trung Quốc mới ra mắt gần đây. Mate X được trang bị chip xử lý Kirin 980, viên pin 4500 ma, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Nam Un, tích hợp công nghệ 5G. Giá Mate X tại thị trường Trung Quốc là 2.400 đô la Mỹ. Vài tuần sau khi Mate X được bán ra, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện đã công bố mức giá sửa chữa và phụ tùng thay thế cho smartphone này. Trong số các bộ phận của Mate X, Màn hình có giá thay thế tốn kém nhất, mặc dù có thể hiểu việc thay thế màn hình smartphone luôn rất đắt, đặc biệt là màn hình gập, nhưng giá thay màn hình cho Mate X có thể khiến người dùng sốc. Theo Huawei, giá thay thế màn hình cho Mate X lên tới 7080 nhân dân tệ, khoảng 1007 đô la Mỹ. Số tiền này ngang với giá một chiếc iPhone 11 Pro mới. Giá iPhone 11 Pro là 999 đô la Mỹ. Ngoài ra, chi phí thay pin cho Mate X sẽ là 278 nhân dân tệ, khoảng 40 đô la Mỹ. Bo mạch chủ có giá 3.579 nhân dân tệ, khoảng 509 đô la Mỹ. Camera có giá 698 nhân dân tệ, khoảng 99 đô la Mỹ. Huawei Mate X được trang bị RAM 8 GB, bộ nhớ trong 512 GB, 2 SIM với một SIM hỗ trợ mạng 5G.